À, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD. Và clip ngày hôm nay thì tiếp tục thông báo cho anh em những cái lô súp bãi về nhé. Với cái dòng lô súp này thì nó thương hiệu rất nổi tiếng rồi, thương hiệu của LP Pro Audio. Với cái dòng này thì nó là hàng công nghệ của Mỹ anh em nhé. Tech Chrome USA, và cái công suất trở kháng của nó rất là cao. Đây tôi đang quay mặt sau của nó nhé. Cái mã sản phẩm của nó là S WG115. Với dòng này thì sử dụng cho anh em là bát 40 dòng súp hơi và từ 22 côn 100, dòng từ rất là to, họng lớn. Và con này thì công suất khởi động của nó là trung bình đấy, trung bình công suất khởi động và công suất thường của nó là 600W này, công suất khởi động là 900W này, có nghĩa là ngưỡng cao của nó có đạt đến 900W và trở kháng 8 ohm. Độ nhạy khá là lớn. Độ nhạy con này thì lên đến 98 decibel. Cái hàng này là Tech From USA. Với cái dòng súp bãi thì cửa hàng luôn cập nhật cho anh em từ những cái dòng súp hơi bãi 30, 40 hay là 50, thì cái lô súp này thì về đẹp xuất sắc cho anh em nhé. Đẹp từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Nói chung là cái dòng súp hơi 40, dòng súp mặt mà nó gọn như này thì không phải lúc nào anh em cũng mua được những cái dòng súp như này. Anh em thấy từ cái phần từ bát của nó đây. Nói chung là cửa hàng mở ra kiểm tra thì hàng rất là ưng ý luôn. Anh em thấy từ cái dòng từ của nó hay là keo chỉ của nó rất là ok nhá. Hàng này thì cực kỳ là đẹp cho anh em luôn. Với cái dòng xương cá này, xương cá 6 xương cá rất là lớn luôn và từ rất là nhẵn. Với cái dòng súp hơi thì trong không gian anh em đi làm sự kiện, đám cưới hay là anh em chơi gia đình, thì đôi khi chơi gia đình thì anh em muốn những quả súp mà nó cũng dạng lực từ 40, 40 hay 30. Nói chung là 40 là dùng cũng rất là ok trong căn phòng khoảng 40 đến 50 mét vuông. Thì dùng những quả súp 40 hoặc là 30. Thì trong cái quả súp 40 này thì thứ nhất là anh em thấy là hình thức của nó rất là gọn, đẹp, có đường góc cạnh, sắc nét và nó có một cái tấm lưới. Tấm lưới này nó thể hiện cho anh em là rất là cứng cáp. Nó có vát hai bên. Và cái dòng súp mặt này thì tiếng bass của nó sẽ phóng được xa hơn nhé, phóng xa hơn. Thương hiệu của LP Audio. Thì ngày hôm nay thì tiếp tục về cho anh em những cái lô súp hơi bãi. Dòng súp này thì và cái mức độ nhỏ gọn hay là cái độ xinh của nó thì anh em nhìn thoáng qua. Nói chung là con này thì anh em nếu mà trong không gian gia đình thì anh em có thể mua hai quả này và anh em kê những quả lo full 30 hay là 40 đánh rất là căng. Trong bộ karaoke hiện đại tại gia đình hay là anh em đi làm kẹo kéo sự kiện hay là quán karaoke phòng trà, đòi hỏi chúng ta phải thêm tiếng bass rất là nhiều. Nên vì vậy là anh em sử dụng những dòng súp hơi thì anh em sử dụng những dòng đẩy 3 kênh hay là nhiều kênh. Và với cửa hàng tôi thì với cái dòng súp bãi hay là loa bãi hay là những dòng đẩy bãi công suất thì luôn lên cho anh em hàng ngày trên video. Mà anh em nếu mà đã cảm thấy đang cần những cái mẫu súp hơi này thì anh em có thể liên hệ đặt hàng trực tiếp tới số máy cửa hàng là 0396 855 899 và bên cửa hàng sẽ ship code cho anh em nếu anh em ở xa, toàn quốc anh em nhé. Và với anh em ở gần thì bên cửa hàng cũng có thể ghép xe thì sẽ gửi xe trong ngày cho anh em, thì anh em có thể lấy về dùng chơi luôn. Cái này thì cái chiều sâu của nó đấy, chiều sâu của nó cũng rất là sâu anh em nhé, rất là gọn. Con này súp 40 là rất là gọn, chiều sâu của nó khoảng 40 à 62 cm anh em ấy. 62 cm. Chiều cao của nó là 45 anh em nhé. Chiều ngang 45, chiều để xem nào. Có chiều cao của nó này. Chiều cao con này thì nó khoảng 25 này. Khoảng 55 anh em nhé, 55. 55, 62 và 45. Nói chung là một dòng súp hơi rất là gọn nha anh em. Với cái dòng xương xương cá này thì hàng rất là đẹp cho anh em. Cái này thì nó có cả tem số lô seri, có con thì nó còn, có con thì mất. Đối với hàng bãi, hàng này thì nó tương đối là đẹp anh em nhé. Nhận thì nó nhận một cánh dán này, keo chỉ thì nguyên zin cho anh em. Đây, và quay sẽ quay cái lòng bát cho anh em. Con này bát cực, lòng bát rất là sâu nhé và đẹp. Thì đối với cửa hàng tôi mà khi bán những cái dòng loa bãi hay là vang, xin lỗi nhắn, loa bãi hay là súp hơi bãi đấy, thì với cái dòng gân vải này tẩm dầu thì bên cửa hàng sẽ tra tra keo dưỡng gân cho anh em, để làm sao để khi anh em về sử dụng thì cái với cái gân loa hàng bãi thì lâu ngày thì nó sẽ bị khô cái gân này đi,
Thế đấy, thế nên vì vậy là khi anh em tra những cái dòng keo dưỡng gân vào thì đánh nó sẽ mềm hơn và tiếng súc của nó sẽ ngọt hơn, êm hơn. Con này thì sử dụng màng giấy cho anh em, màng rất là đẹp luôn. Phải nói là một con súc hơi cực kỳ là khủng và đẹp cho anh em. Anh em thấy này, cái dòng sau bên trong thì là cái màng của nó là màng sợi thủy tinh nhá, màng sợi thủy tinh từ 22 cô 100, rất là khủng luôn. Thì đây thì và cái mặt ê căng của nó thì đây cửa hàng đã tháo một quả ra, tháo một quả ra thì sẽ tháo cái căng cho anh em. Đấy. Một cái lưới của nó rất là xịn sò luôn này, lưới rất là đẹp gọn. Bên trong thì nó dùng bông tiêu âm. Bông tiêu âm anh em nhé, bông tiêu âm để nó tận vào lòng trong này. Chung là dòng súp này ở trong nó rất là hầm hố luôn. Nó có góc cạnh luôn anh em nhé. Ở dưới lòng sâu thì nó rất là sâu xuống dưới này. Nó tạo vòm, tạo gầm. Và đây là cái dây hậu bát của nó thì anh em gài cầu dương cầu âm. Nói chung một dòng súp rất là đẹp luôn. Bên trên thì nó làm những cái lỗ thoát khí này, loại lỗ thoát khí, bốn lỗ thoát khí. Sợi thì sợi bông thiêu âm thủy tinh anh em nhé. Dòng này thì nó tiếng âm của nó tiêu âm rất là tốt. Một lô súp cực kỳ là đẹp và xịn sò cho anh em. Nói chung là hàng về thì rất là đẹp cho anh em. Về dòng nó làm hai cái quai sách ở đây cho anh em nhé, quai sách rất là cứng cáp và rất là đẹp. Con này là Tech Connolly from USA, và con này thì nó có một đường input và một đường link, và cái tần số của nó là từ 35 Hz đến 250 Hz SWG115, dòng súp bãi rất là thương hiệu. Thì tiếp tục ngày hôm nay thì bên cửa hàng về cái lô súp này cực kỳ đẹp. Và nếu anh em đang cần những mẫu súp hơi dòng súp bát 40 mà đẹp gọn như này thì anh em có thể liên hệ đặt hàng trực tiếp tới số máy cửa hàng là 0396 855 899, và bên cửa hàng sẽ giao hàng toàn quốc cho anh em. Và cuối cùng thì anh em đang cần cửa hàng đang quan tâm đến mẫu, cửa hàng sẽ báo giá cho anh em luôn này. Giá tôi sẽ báo quả, tại vì là nhiều lúc anh em là muốn mua một quả thôi. Thì với một quả súp 40 từ 2 con 100 dòng súp thương hiệu súp hơi của LP và Pro Audio đang có giá cho anh em là 4 triệu 200 ngàn anh em nhé. Cực kỳ là tốt cho anh em. Anh em có nhu cầu đặt hàng có thể liên hệ trực tiếp tới số máy cửa hàng 0396 855 899, và hẹn lại anh em trong video tiếp theo.